Hello chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Laptop World. Giờ công nghệ lại là mình An Ủi đây. Và hôm nay thì mình đã có ở đây chiếc HP Pavilion 15. Đây là phiên bản Gold mà đợt trước mình cũng có trên tay cho anh em một phiên bản của nó rồi. Thì cái phiên bản đó nó có một cái vấn đề, đó chính là chúng ta không có sẵn cạc rời trên máy. Và hôm nay với một chiếc máy chỉ chênh hơn chiếc máy kia khoảng 400.000 thôi, anh em đã có cho mình một con cạc rời MX550 rất mạnh mẽ như nhà Nvidia. Và chúng ta cùng đi vào video ngày hôm nay để xem là chiếc máy này thực sự nó có cái gì nhá. Và bây giờ bắt đầu thôi. Để cho các bạn có thể dễ hình dung hơn thì mình sẽ tóm tắt lại cái video lần trước thì mình có giới thiệu cho các bạn, đó chính là một con HP Pavilion 15. Nó là phiên bản khoảng 22,7 triệu. Với một cái chiếc máy nó không có cạc rời thì chúng ta đều sở hữu cho mình một con CPU đến từ nhà Intel với con i7-1260P. Ở phiên bản ngày hôm nay thì mình đem đến cho các bạn đó chính là một phiên bản được sở hữu cho mình CPU Intel Core i7-1255U với xung nhịp lên tới là 4.7GHz, RAM 8GB DDR4 bus 3200 có thể nâng cấp trong tương lai, SSD 512GB và các đồ họa rời Nvidia GeForce MX550. Thì các bạn có thể hoàn toàn nhận thấy cái lợi thế của chiếc máy này so với cả cái phiên bản hôm trước mình có giới thiệu cho các bạn. Thì chúng ta sẽ có cho mình cái khả năng xử lý đồ họa tốt hơn, chúng ta có thể chơi game, chúng ta có thể làm những cái tác vụ liên quan đến đồ họa tốt hơn và thực sự mượt mà hơn trên một chiếc máy được sở hữu cạc rời như thế này. Rất nhiều anh em khi mà nhìn vào phần cấu hình thì anh em sẽ để ý con CPU, khi mà chúng ta chỉ được sở hữu cho mình một con CPU dòng U mà thôi chứ không phải là dòng P như là chiếc máy hôm trước mình có review. Thì mình phải nói luôn, với một cái mức hiệu năng được tối ưu hơn thì chắc chắn rồi con 1260P nó sẽ cho ra mức hiệu năng nó tốt hơn một chút so với cả thế hệ dòng U. Tuy nhiên với những con chip dòng U thì nó sẽ thiên hướng là tiết kiệm pin hơn, nó sẽ rất là phù hợp với cả những anh em nào cần phải ra ngoài nhiều, ở môi trường không thể nào sử dụng sạc được, thì đây là một con máy có thể hoàn toàn phục vụ cho anh em để chúng ta có thể cho ra thời gian pin tốt nhất và cũng như là một cái mức hiệu năng rất là tốt. Còn lại về những cái điểm khác thì nó cũng rất là tương đồng với cả chiếc máy hôm trước mình có review cho các bạn thôi. Chúng ta vẫn sẽ có cho mình một cái build cực kỳ chắc chắn đã làm nên thương hiệu của nhà HP rồi. Một cái phần build được làm hoàn toàn từ nhôm. Và chúng ta cũng sẽ có cho mình một cái thiết kế nó rất là tối giản, nó sẽ rất là hợp với cả những bạn nào làm doanh nhân này, làm kế toán, làm văn phòng, thì đây và là một chiếc máy nó rất là lịch sự. Và ngoài ra với cả một cái phiên bản màu như thế này, nó là một cái phiên bản màu vàng nhẹ, thì chúng ta sẽ chỉ cần có một chút ánh sáng đánh vào thôi là chúng ta có thể cảm nhận được cái sự sang trọng của nó rồi. Chuyển vào phần bên trong, chúng ta sẽ có một màn hình 15.6 inch. Đây là tấm nền IPS LCD cho góc nhìn rộng, có độ phân giải là Full HD, có độ sáng 250 nits và NTSC chỉ ở mức 45% mà thôi. Thì rất nhiều anh em sẽ bảo là đây là một cái thông số màn nó không được bằng so với các đối thủ khác trong cùng với mức giá. Nhưng mà đối với mình là một chiếc máy Ultrabook phục vụ cho dân văn phòng, chúng ta sẽ thực hiện nhiều những cái tác vụ liên quan đến Word này, PowerPoint này, hay là Excel này, hay thậm chí là những cái tác vụ liên quan đến giải trí của anh em, ví dụ như là chúng ta chơi LOL này, chúng ta đá FIFA Online 4, thì những cái vấn đề đó nó không thực sự ảnh hưởng quá nhiều đến mình trong cái quá trình mình trải nghiệm chiếc máy này. Bởi vì đa phần những cái tác vụ đó nó không yêu cầu một cái độ chuẩn màu cao, không yêu cầu một cái tần số quét cao, thế nên là mình nghĩ đây là một màn hình hợp lý rồi. Còn về những cái đặc điểm khác chúng ta phải nói đến, đó chính là việc chúng ta sẽ có cho mình một phần bàn phím cũng khá là nảy, layout bố trí hợp lý. Mình có một cái cảm giác là cái phần bàn phím này nó sẽ rất là sạch, bởi vì nó sẽ được phủ nhám và nó sẽ cho ra một cái cảm giác gì đó nó được gọi là sạch sẽ hơn một chút so với cả những cái đối thủ khác được chỉ được sử dụng bàn phím bằng nhựa mà thôi. Và chắc chắn rồi nó cũng sẽ có bàn phím số phụ ở bên để chúng ta có thể hỗ trợ những cái thao tác gọi là truy nhập dữ liệu, là nhập dữ liệu các thứ, nó cũng sẽ rất là tuyệt vời với cả những bạn nào đang công tác trong ngành kế toán. Và chúng ta cũng sẽ có cho mình một phần touchpad. Cái phần touchpad này thì hôm trước mình cũng có khen rất là nhiều rồi, thì hôm nay mình chỉ cần tóm gọn lại cho các bạn thôi. Đây là một phần touchpad có kích thước hợp lý, có phủ kính, thế nên là các bạn sử dụng hoàn toàn rất là thoải mái và nó cũng sẽ rất là mượt mà. Ngoài ra thì để hỗ trợ cho cái công việc đó chính là công tác online, thì các bạn cũng sẽ có cho mình một phần webcam tiêu chuẩn 720p để chúng ta có thể hỗ trợ họp online. Thì cái này nó cũng là một cái gì đấy trang bị rất là tiêu chuẩn rồi, thế nên mình không muốn nói nhiều. Về khả năng kết nối của nó thì khả năng kết nối không dây thì chúng ta sẽ có cho mình đó chính là một phần Wi-Fi 6 này và cũng như là Bluetooth 5.2. Còn về cái khả năng kết nối ngoại vi thì nó cũng sẽ tương tự với cả phiên bản i7-1260P mà mình đã giới thiệu từ trước. Chúng ta sẽ có một cổng USB Type-A, một rắc cắm sạc ở phần bên phải. Chúng ta sẽ có ở bên trái đó chính là một cổng Type-A nữa và một cổng USB Type-C và cũng như là cổng HDMI. Thì với một cái số lượng cổng như này thì cá nhân đối với mình thì nó là hơi hạn chế một chút. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ có cho mình một viên pin 3 cell 41Wh, không phải là một viên pin quá là lớn với một chiếc máy 15 inch nhưng mà nó cũng sẽ phục vụ rất là tốt cho cái nhu cầu sử dụng trong ngày của mình. Và viên pin này cộng với cả cái phần tính năng và build này, nó sẽ cho ra một cái mức cân nặng là 1,76kg. Với mức cân nặng này thì nó là một cái mức cân nặng gọi là ở mức trung bình thôi, nó không quá nặng, nó không quá nhẹ, nó rất là phù hợp để cho các bạn có thể mang đi sử dụng linh hoạt trong bất cứ môi trường nào hay là bất cứ đâu.
Và chắc chắn rồi, chúng ta cũng sẽ có cho mình bộ loa được tun bởi Bang & Olufsen BO. Một bộ loa mà thực sự trong giới Ultrabook thì nó làm rất là tốt. Nó không phải là một bộ loa quá là xuất sắc, nhưng mà nó làm rất tròn vai và nó cho ra cái chất lượng âm thanh để giải trí cũng rất là tuyệt vời. Và đó tất cả những cái gì mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay về chiếc HP Pavilion 15 phiên bản Gold. Một chiếc máy mà có thể nói là rất là đáng tiền ở thời điểm hiện tại, nhất là khi mà mức giá của nó chỉ ở mức là 23.190.000 đồng mà thôi. Với mức giá này, anh em đã có rất nhiều thứ rồi, từ cạc rời này, từ con chip mạnh này, từ một cái build cực kỳ chắc chắn này, từ những cái phần bổ trợ khác thêm vào, nó biến chiếc máy này nó không chỉ là một chiếc máy phục vụ cho văn phòng, nó còn làm được rất nhiều hơn thế nữa. Thế nên là nếu anh em đã thích chiếc máy này rồi thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên dưới để anh em có thể vào và kiểm tra xem là đây có phải chiếc máy mà anh em đang thích hay không nhá. Còn nếu như các bạn thấy video hữu ích hãy cho mình xin một like, subscribe để ủng hộ chúng mình trong tương lai. Mình là A, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.